Tại Hà Nội ngày 30 Tết, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến làm việc thăm và chúc Tết, động viên tinh thần các cán bộ, công nhân viên, bệnh nhân tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và bệnh viện Nhi Trung ương nhân dịp Tết Nguyên đán. Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn đã tới thăm và kiểm tra công tác trực Tết của bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và bệnh viện Nhi Trung ương. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện cũng được chú trọng, bảo đảm thực hiện nghiêm ngặt bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế. Ghi nhận những nỗ lực và thành quả của hai bệnh viện trong một năm đầy khó khăn vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện tiếp tục phấn đấu phát huy thành tựu đạt được, nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, bộ trưởng bộ y tế cũng lưu ý các bệnh viện bảo đảm an ninh bệnh viện bảo đảm đời sống cán bộ viên chức và người lao động cũng như bệnh nhân ở lại bệnh viện điều trị dịp tết được đón tết ấm cúng và an toàn